Alo, 1, 2, 4, 5, 6, 7, lên. Ok, chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở về với cả bên em. Ngày hôm nay thì tiếp tục video, em sẽ lên video giới thiệu cho các bác một dòng vang số cao cấp. Đấy, một dòng vang chuyên để đi lắp công trình phòng hát, cũng như là một dòng vang mà được rất nhiều bác yêu thích cái sự tinh tế, cái sự sạch sẽ, chi tiết của dòng vang này. Đây là một trong những mã vang cao cấp nhất của ADH Audio Technic, một thương hiệu đến từ Mỹ các nhá. ADH là một thương hiệu đến từ Mỹ, một dòng loa nghe nhạc, thương hiệu loa nghe nhạc cực kỳ nổi tiếng luôn. Đó, thị trường Việt Nam thì nó cũng khá là ít. Và cái dòng sản phẩm này nó là dòng sản phẩm hàng mới các nhá, mới nguyên hộp luôn. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng vang này mà bên em đang phân phối trực tiếp các nhá. Đang phân phối trực tiếp luôn. Và đầu video các bác bỏ ra 1-2 giây nhé, mọi người bỏ ra giây ủng hộ cho em nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em. Video này thì em sẽ làm một video để giới thiệu qua cho bác về cái dòng vang này và test chất lượng âm thanh để cho mọi người tham khảo. Đó, và em sẽ làm cái video riêng để hướng dẫn các bác chỉnh bằng tay cũng như là chỉnh bằng phần mềm máy tính. Đó, phần mềm máy tính của nó đây. Đây là một dòng vang rất chuyên nghiệp luôn. Và em sẽ làm video tách riêng rời các bác nhé. Tách rời ra cái phần mà chỉnh phần mềm riêng và chỉnh bằng tay. Tức là chỉnh bằng tay, tức là chúng ta có thể chỉnh full chức năng luôn đây. Ở trong này nó cho phép các bác chỉnh full chức năng luôn ở trên cái chiếc vang này. Đấy, chỉnh full chức năng từng đường một, mic, music hay là đường line. Nói chung là chỉnh tay full chức năng, được chưa? Đấy, cho phép các bác chỉnh tay full chức năng con vang này. Và em sẽ làm video hướng dẫn chỉnh phần mềm riêng. Đó, thì mặt đằng trước chúng ta có ba rắc cắm mic ở đây các bác nhá, tương ứng với cả ba cái chiếc áp mà âm lượng của ba đường mic riêng biệt luôn. Một màn hình hiển thị cực kỳ lớn ở đây, màn hình hiển thị lớn ở đây nhá. Đấy, nó cho phép các bác hiển thị đầy đủ thông tin ở đây luôn. Remote đi kèm, tức là có một cái điều khiển remote từ xa đi kèm luôn. Đây các bạn, cái điều khiển của nó đi kèm. Thì cái điều khiển đi kèm này nó cho phép các bác điều chỉnh được chế độ này. Đấy, thay đổi chế độ này, rồi âm lượng to, âm lượng nhỏ này. Đấy, âm lượng nhạc, âm lượng mic, rồi đường input vào. Đó, đầy đủ luôn. Và bên này thì cái chip app này là chip app để điều chỉnh các cái thông số bằng tay. Bên này chúng ta có 3 lúm, đó là lúm effect, von, tức là âm lượng vang nhại nhiều hay ít, âm lượng mic to nhỏ này, âm lượng nhạc to nhỏ đây. Ok chưa? Đấy, âm lượng nhạc to nhỏ này. Tí em sẽ test cho bác xem. Còn đằng sau của chiếc vang này, con vang này thì nó size của nó là size 1.5 ấy nhá. Size 1.5 tức là nó to hơn chiếc vang bình thường một chút. Đấy. Bên này là rắc cắm nguồn, công tắc nguồn đằng sau. Đấy, con này chạy điện 220 bình thường các nhá. Đấy, rắc anten này, cái anten này thì của nó là để cho mọi người kết nối phần mềm bằng wifi, tức là các bác chỉ cần bắt wifi của chiếc vang này vào trong máy tính là chúng ta có thể là kết nối và chỉnh được. Và chiếc vang này thì em nhớ không nhầm thì chiếc vang này nó cũng có phần mềm, nó có một cái app để các bác điều chỉnh trực tiếp ở trên điện thoại được nhé. Thì cái app đấy nó là tải như thế nào và nó như thế nào thì em sẽ làm video hướng dẫn chỉnh riêng ở trong cái phần mà cái video em làm hướng dẫn cho bác chỉnh bằng phần mềm để cho bác có thể tham khảo trải nghiệm. Đây là một dòng vang số rất là cao cấp. Đấy, rất cao cấp bác nhé. Đường breakout tổng, đây là đường out tổng này. DVD và VOD là hai đường tín hiệu nhạc vào. Ngoài ra thì nó còn vào được cổng optical là cổng quang và cổng COAX. Đó. Và hai đường mic 1-2 đằng sau là các bác cắm được luôn, rắc cắm mic đằng sau tiện lợi gọn gàng. Rắc cắm mic đằng trước được, đằng sau cũng được. Ngoài ra thì tổng là có 6 cổng out. 6 cổng out này thì tất cả chân rắc này các bác nhìn cho em, chân rắc bằng đồng hết này. Đấy, đẹp luôn nhá. Hàng này là hàng xịn luôn. Đấy, nhập khẩu chính hãng luôn. Đầy đủ hết cho các bác một con vang số đẹp long lanh, được chưa? Và xin phép được báo giá luôn. Và xin phép được báo giá luôn cho tất cả các bác ngày hôm nay yêu thích dòng vang này. Chiếc vang Audio Technic của ADH, được chưa? ADH Audio Technic K9800. Mã vang này hiện tại bên em đang phân phối cũng như là cung cấp cho tất cả các bác với giá bán lẻ là 6.500.000 đồng một chiếc nhé. 6.500.000 đồng một chiếc. Em miễn phí ship toàn quốc và tặng kèm dây kết nối âm ly hoặc dây kết nối cụm đẩy. Và bác nào mà ở gần, tức là ở gần quanh khu vực ở cửa hàng em khoảng tầm 30-40 cây thì em sẽ hỗ trợ cho các bác là đến tận nơi lắp đặt cũng như là cài đặt setup cho các bác với mức giá là 6.500.000 đồng. Đó, bác nào ở xa thì em sẽ ship nhé. Thế còn là nếu như bác đại lý nào mà muốn lấy số lượng để có thể phân phối cái dòng sản phẩm này đến tay các bác là người tiêu dùng thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Zalo của em cũng là số điện thoại 0982838695. Đó, ưu tiên cho 5 bác đầu tiên, em có quà tặng cho bác 5 bác đầu tiên nhé. Liên hệ trực tiếp cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em số điện thoại đây. Đấy, bây giờ em sẽ thử test chất lượng âm thanh cho bác nghe thử này. Em thử tiếng mic trước này.
1 2 6 7. Tiếng mic cực kỳ hay luôn. Và con vang này thì nó cho phép các bác chỉnh được rất là nhiều các cái chức năng bằng tay hay là bằng phần mềm đều được. Nói chung là cho phép các bác điều chỉnh hết. Ở đây em sẽ thử test cho bác nghe thử chất lượng của tiếng echo trước này. Đây nhá, tiếng echo này em giảm cái tiếng reverb đi nhá. 1 1 1 1 2 6 7. Tiếng rất mịn luôn, rất hay luôn. Và đây là tiếng reverb của nó, em tăng cái tiếng reverb lên và giảm tiếng echo đi để cho các bác có thể là nghe được cái tiếng reverb của chiếc vang này. Đó. Một dòng vang rất cao cấp. Một hiệu ứng cực kỳ hay luôn. Đấy, vang con này hát hiệu ứng hát nó sạch sẽ chi tiết lắm. Bác nào mà biết hát một tí mà nghe được cái sự chuyên nghiệp của chiếc vang này thì các bác biết. Một dòng vang chuyên lắp phòng cao cấp luôn. Đầy đủ các tính năng của một vang số, một cái mixer số. Nó là một cái chiếc mixer số thu nhỏ luôn. Đấy chưa? Alo. Quá đẹp luôn. 6.500.000 đồng. Bác nào mà đang sở hữu một dàn hệ thống karaoke cao cấp, gọi là các bác có thể tham khảo chiếc này chơi cho em. Âm thanh như quán luôn, hát như quán luôn, hát rất hay, nhẹ nhàng. Đây rồi, đây thì em sẽ thử test thử cho bác nghe thử nhé. Đấy, karaoke. Em test trên cái mic dây thôi này, cái mic dây cắm trực tiếp vào đây này các bạn này. Đấy, mic dây sẽ cắm trực tiếp vào vang. Đấy, thông số của bạn không? Đây đang hát trực tiếp. Đây, còn đây này. Đã biết bao ngày đêm đến em hát cao đề này là đắt đã có bấy nhiêu ngày đêm đến em như biết vẫn ngày thơ không biết tình anh thầm yêu em nên tin đâu xa rời. Đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối, yên lặng bên em. Nhìn em yêu, tuy ngây thơ nhưng rất xa xôi. Vì tình anh đã cho trao ai rồi. Tình yêu dấu kín trong tay đã bao ngày thầm lặng nhìn em không nói nên lâu nay chỉ đây lòng xót xa đi bên nơi em và thấy em chưa nhiều đắng cay mà tim anh đây vì yêu em. Thông số cơ bản cũng như là tất cả các thứ em sẽ cài đặt làm sao 4 chế độ để cho mọi người chơi nhé. Chế độ echo, reverb, chế độ echo, rồi chế độ reverb, rồi chế độ nghe nhạc. Đầy đủ cho bác và hướng dẫn. Có video hướng dẫn chỉnh bằng tay, can thiệp thêm bằng tay này. Rồi video hướng dẫn can thiệp bằng phần mềm. Đó, để cho mọi người tham khảo nhé. Mức giá 6.500.000 đồng. Bảo hành cho các bác trong vòng 2 năm con vang này luôn. Được chưa? Em bảo hành 2 năm cho các bác con vang này luôn. Thì bác yên tâm sử dụng này. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng cho bác luôn. Bởi vì nó là hàng mới cho nên là nếu như mà dùng lâu quá thì nó sẽ bị cũ đi, thì nó sẽ rất là khó, đúng không? Trong vòng 3 tháng các bác sử dụng, nếu mà giữ cứ nguyên này ngon lành cho em, không bị xước xác cái gì, chẳng may nó có vấn đề gì, đấy chưa? Em sẽ đổi cho bác cái mới. Đấy, bảo hành yên tâm luôn 2 năm các bác nhá. Đấy, mọi chi tiết vấn đề trực tiếp cho em số điện thoại 0982838695. Nói chung là cái gì nó cũng có giá trị của nó thôi. Đấy, bác nào mà biết và trải nghiệm được dòng sản phẩm này rồi thì các bác sẽ biết là cái mức giá mà em cung cấp cho bác là cực kỳ hợp lý với trong cái khoảng thời gian bảo hành cũng như là cái ưu đãi cho bác. Thế còn bác nào mà nói thật các bác là nhiều người không hiểu, không biết được cái giá trị của nó thì kể cả là em báo ra có 2 triệu, 3 triệu thì các bác vẫn cứ kêu là đắt thôi. Đấy là chuyện rất bình thường các bác nhá.
Thì xin chào và hẹn các bác trong video và những sản phẩm mà tiếp theo em lên cho các bác. Thì hẹn các bác ở trong những cái video mà hướng dẫn chỉnh bằng tay và bằng chỉnh bằng phần mềm chiếc vang ADH K9800 này các bác nhá. Xin chào và hẹn các bác.